Đỗ Quang Hải xin kính chào quý vị các bạn. Trước mắt quý vị các bạn đây là một bức tranh Cảm tích đồng quê vừa được bên cơ sở hoàn thiện xong phần giấy giáp vách ly theo lối cổ truyền. Bức tranh với kích thước là 1m07 x 2m17, chất liệu gỗ gụ, được khảm ốc đỏ Singapore nhé quý vị nhé. Đỗ Quang Hải xin nhắc lại là được khảm ốc đỏ Singapore. Bức tranh được khảm ốc 99,9%. Không để quý vị các bạn chờ đợi lâu thì Đỗ Quang Hải sẽ tiến lại gần để quay những video, những cái hình ảnh chi tiết nhất để gửi tới quý vị các bạn cùng thưởng thức những chất ốc đỏ lửa vàng chanh mà chất ốc đỏ Singapore. Đó, chất liệu tự nhiên nên màu rất đẹp quý vị ạ. Bức tranh Cảm tích đồng quê, Đỗ Quang Hải quay phần chính của bức tranh, đó là một khu núi và cái cây đa mái đình với những thầy đồ đang dạy những học trò, rất là đẹp quý vị ạ. Đó, xa xa đây là những anh bạn này đang đi học muộn này. Và bên phía bên này thì những cô dì chú bác đang đi dắt trâu ra đồng cấy hái ngày mùa, rất là vui nhộn quý vị ạ. Cảnh xa xa đây thì là những cô đang cấy, rất đẹp quý vị ạ. Đó, bức tranh được bên cơ sở khảm ốc 99,9%, gần như là chỉ có mỗi ốc không quý vị ạ, không pha tạp mà nguyên liệu nào khác. Bức tranh được bên cơ sở khảm khung bản rộng 9, dày 5 phân và miếng ván nguyên tấm dày 2 cm nha quý vị nhé. Và được cơ sở thiết kế là khung bên ngoài vẫn khảm tùng trúc cúc mai và xung quanh góc vẫn khảm hoa châu đồng tiền như các bức khác, nhưng đặc biệt ở bức tranh này thì bên cơ sở làm mảnh đặc và được khảm 100 chữ phúc chạy xung quanh. Đó, quý vị có thể gọi là bách phúc đấy ạ, rất là đẹp và ý nghĩa. Treo trong ngôi nhà thì rất là sang trọng, đẳng cấp và giá trị sau này quý vị. Đó, bên phía này thì là người đang đi đánh bắt cá và tiểu phù đang đi gánh củi. Bức tranh đồng quê được bên cơ sở thổi hồn và tạo tác lên rất là sống động quý vị ạ. Miếng ván gỗ thì để đánh vách ly trần, để nguyên vân gỗ, rất là đẹp quý vị. Ở bên ngoài cũng được làm ốc 100% nha. Bên ngoài khung cây tư quý rồi là những cái hàng chấu này được làm ốc 100%. Đỗ Quang Hải sẽ quay lần lượt một bức tranh để quý vị cùng chiêm ngưỡng. Dạ, bức này bán có gần 50 triệu bác. Đỗ Quang Hải đang quay trực tiếp. Bác hàng xóm sang nhìn bức tranh đẹp quá, đang muốn sở hữu một tấm. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm xin vui lòng liên hệ với Đỗ Quang Hải qua hai số là 0984 368 681, 0946 885 162. Đỗ Quang Hải có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.
những sản phẩm mà bên cơ sở đã tạo tác lên thì luôn cam kết với quý vị và các bạn là 100% đúng chủng loại, kích thước và nguyên vật liệu đều là 100% tự nhiên và được làm cắt tay, khảm cắt tay thủ công mỹ nghệ 100% nha quý vị nhá. Và những sản phẩm bên cơ sở thì luôn bảo hành cho quý vị dài hạn và bảo trì cho quý vị là trọn đời. Nên quý vị và các bạn yên tâm đến sản phẩm cũng như là những chất liệu mà bên cơ sở đã tạo tác lên. Đỗ Hoài cũng xin khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn ngày an lành, bình yên, hạnh phúc, tấn tài tấn lộc, an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.